Rồi, hello chào tất cả anh em nhé. Hôm nay tiếp tục mình lại mở bát cây gỗ cẩm nha anh em. Gỗ cẩm nhé. Gỗ cẩm hồng. Mở bát, bốc bát họ anh em nhé. Quá đẹp. Đặc thịt nhé. Cây này vanh 550 nhá. Dài 12 mét anh em. Này, quá đẳng cấp. Mở bát thành công. 6 mét mấy? 6 mét 6 cơ mà, 7 mét nọ lắm nhá. Đây anh em nhìn bên trên nhá. Cục thứ 2 này. Quá đặc nha anh em. Mình cắt cây cẩm này về làm hàng Tết cho khách nha anh em. Anh em nào đặt loại bàn dài 6 mét, dưới 6 mét thì cứ liên hệ cho mình nhé. Kích thước mình xẻ tiếp theo là 1 mét dày 20, dài 6 mét. Anh em nào chơi về để công ty hay là hội họp hay sân vườn thì đều có tất nha anh em. Đó. Lần này Tết mình về gỗ nhiều lắm anh em. Rồi anh em nào thích bàn dài hay sập K3 thì cứ liên hệ cho mình nhé. Bàn tròn nhé, mình có đầy đủ. Từ hàng giá bình dân tới hàng cao cấp nha anh em. Rồi chào cả anh em nhé. Mở bát thành công rồi.